Chúng ta cùng năng thư nhanh như chớp. Câu đầu tiên, người vợ đang có liếc mắt sang chồng khi anh ta đang đọc quyển sách thì cô ta thấy gì? Thấy chữ. Chính xác. Cái câu này nó có nhiều cái đáp án. Trời mưa mặc áo mưa, trời lạnh mặc áo lạnh, vậy trời mát mặc áo gì? Trời mát không có mặc áo gì hết. Không có mặc áo gì hết. Ủa chứ trời mát mặc áo gì? Đúng rồi. Trời đúng mát rồi. Mặc áo gì cũng được. Không lẽ chị ở trầm nhưng mà cần... Thành phố có nhiều cây xanh nhất ở Đông Nam Á là thành phố nào? Singapore. Chính xác. Chìa khóa mà ổ khóa nào cũng mở được gọi là chìa khóa gì? Chìa khóa vạn năng. Chính xác. Vậy ổ khóa mà chìa khóa nào cũng mở được gọi là ổ khóa gì? Ổ khóa hư. Chính xác. Quá dễ đúng không? Quá dễ. Vậy ổ khóa mà không có chìa khóa gọi là cái gì? Ổ khóa mà không có chìa khóa gọi là khóa từ. Khóa từ hoặc khóa mật mã đều đúng hết. Chính xác. Hạt nào tạo nên cây? Hạt mầm. Hạt giống. Chính xác. Da đỏ nhỏ xanh đó là trái gì? Da đỏ vỏ tức là hồi nhỏ nó còn xanh mà nó già thì nó chín nó đỏ. Trái ớt. Chính xác. Ở Việt Nam thì con chim cánh cụt thường xuất hiện nhiều nhất ở đâu? Ở chim ở Việt Nam không có chim cánh cụt. Trong sở nếu mà có không có chim cánh cụt Việt Nam hoang nha. Kêu chim cánh cụt. Suy nghĩ kỹ nha. Ở Việt Nam không có chim cánh cụt, không xuất hiện. Chính xác. Để sở hữu có cánh cụt nhưng mà là thùng rác thôi. Nhớ không? Đúng. Cái gì càng tối thì càng sáng? Cái gì càng tối thì càng sáng? Có đom đóm. Đúng. Tất cả hãy bình tĩnh. Tại sao manh động như vậy Tú? Em thấy vợ mới em trả lời đúng. Anh cũng thấy vậy. Côn Đảo thuộc tỉnh nào? Bà Rịa Vũng Tàu. Trời, cái câu tiếp theo này đố Nam Thư làm cái gì? Thiệt không vậy? Về toán học. Nghe cho kỹ. Một mảnh vườn rộng, tức là bề ngang đó 10 mét, diện tích là 200 mét vuông, chiều dài là bao nhiêu? Quá dễ mà trời. 10 mét, chiều dài là 20. Ở cái dòng loại bên ngoài thì người ta đã xác định là Nam Thư là người rất thông minh nhưng mà không may mắn. Nhưng ở vào dòng đối đầu đã lấy 20 triệu, vỗ tay. Và bây giờ đi xuống. Anh dịnh vô, anh đã leo lên dịnh vô, tại phủ xuống. Khác với những số bên ngoài thì chỉ có một giải duy nhất là 20 triệu thôi. Dạ. Anh làm nhưng... ơn. Để thôi, em ra, thôi, em dẫn đi. Bạn em vô. Bây giờ là cái sự bất ngờ là băng di kìa. Đúng. Sau khi Hải Triều đã vào bên trong, lại bước ra với hình ảnh lụng bại như xưa. Nam Thư đã vượt được 10 câu hỏi và mang về 20 triệu đồng. Trời ơi, hay vậy. Em đừng ngại, câu hỏi rất dễ. Và nếu em vượt qua được 10 câu thì em vẫn mang về được 50% giá trị, đó là 10 triệu đồng. Em sẽ cố. Rồi, lên. Cố lên, cố lên gì ơi. Băng Nhi sẽ chơi như thế nào trong chương trình Nhanh Như Chớp? Câu hỏi bắt đầu. Người vợ đang cố gắng liếc mắt sang chồng khi anh ta đang đọc quyển sách hay thì cô ấy thấy cái gì? Ôi con bé nó thần thái quá, nó qua Thái nó gặp thần rồi. Thấy gì? Thấy quyển sách. Chính xác. Không tin luôn. Trời mưa mặc áo mưa, trời lạnh mặc áo lạnh. Vậy trời mát mặc áo gì?
trời mát mặc áo trời mát mặc mặc áo mát. Mặc áo mát là mặc áo gì em? Áo mát là áo gì? Áo ba lỗ. Tại sao áo ba lỗ mà không mặc áo sơ mi? Anh thích áo sơ mi mà em thích áo ba lỗ. Rồi, câu trả lời. Câu hỏi tiếp theo. Thành phố có nhiều cây xanh nhất ở Đông Nam Á nằm ở đâu? Đông Nam Á. Đúng rồi. Singapore. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Chìa khóa mà ổ khóa nào cũng mở được gọi là chìa khóa gì? Chìa khóa vạn năng. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Vậy ổ khóa mà chìa khóa nào cũng mở được gọi là ổ khóa gì? Ổ khóa vạn năng. Ổ khóa vạn năng. Cái nào cũng trả lời vậy mà. Mày chịu nói đi. Em anh nói nghe nè. Anh nói nghe nè. Bây giờ vậy nè. Bây giờ anh phân tích nè. Bé nghe là câu hỏi đi. Cái ổ khóa mà tất cả các chìa khóa đều mở được, em trả lời là ổ khóa vạn năng. Đúng rồi. Đúng không? Em có muốn ổ khóa để về dùng không? Không. Vậy thì trả lời như thế nào? Ổ khóa hư. Ồ, con bé nó sáng suốt ghê. Rồi, xuống. Từ từ, giá xuống từ từ được không? Sợ lắm. 3, 2, 1, giá. Trời, tiếc dễ sợ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vậy ổ khóa mà không có chìa khóa gọi là cái gì? Ổ khóa bị mất chìa khóa. Bây giờ anh hỏi rõ lại nè. Ổ khóa không dùng chìa khóa gọi là gì? Đúng rồi, phải động vậy không chứ dùng ổ khóa. Chìa khóa. Ổ khóa số hả? Đúng, đúng, đúng. Chính xác. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Hạt nào tạo nên cây? Hạt nào tạo nên cây? Hạt giống. Đúng rồi. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Già thì đỏ, nhỏ thì xanh. Đó là trái gì? Trái ớt. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ở Việt Nam thì con chim cánh cụt thường xuất hiện nhiều nhất ở đâu? Ở Việt Nam đâu có chim cánh cụt đâu. Hay. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì càng tối thì càng sáng? Cái gì càng tối thì càng sáng? Mặt trăng. Chính xác. Chính xác. Trời ơi. Côn Đảo thuộc tỉnh nào nước ta? Bà Rịa Vũng Tàu. Chính xác. Tới chưa, tới chưa. Câu hỏi tiếp theo. Một mảnh vườn rộng 10 mét hỏi chiều dài là bao nhiêu khi diện tích là 200 mét vuông? 20 mét. Chính xác. Vâng, như vậy là Băng Nhi đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Xin chúc mừng.